miền Trung. Nói chung là Quê đâu cũng anh? ở Quảng Ngãi anh, Quảng cùng Ngãi quê à? anh. Quảng Ngãi mà. Nói chung là ba mẹ Tuấn có cuộc sống khó khăn lắm thì mới vào trong Đồng Nai lập nghiệp. Thì khoảng thời gian mà từ Quảng Ngãi di cư vào trong Đồng Nai á thì nó khoảng chừng 6-7 năm, thì ba mẹ Tuấn cũng có một cái vị trí đứng ở trong xã hội, tạo loại như vậy. Thì trong một cái Tuấn nhớ 2013, khi đó Tuấn học lớp lớp 10, thì vì Tuấn mà cái cuộc sống, cái kinh tế của gia đình phải bị ảnh hưởng từ vật chất cho tới cái tinh thần, làm cho ba mẹ phải gọi là trở về mo, trở về không, xuất không lại. Rồi ba mẹ quyết định là phải cho Tuấn lên Sài Gòn học. Thì từ khi đó Tuấn cũng 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 tự lập hết. Nói chung là mình bị vấp ngã một lần vậy, rồi mình chứng kiến ba mẹ mình từ một người gọi là có cái ăn cái mặc mà phải gọi là đi làm công người ta. Nhưng mà sau khi mà Tuấn học ở Sài Gòn xong á, Tuấn trở về nhà, thì khi đó là vài năm sau rồi, khi Tuấn học đại học thì ba mẹ Tuấn đã gọi là ổn định lại hơn 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 so với trước khi mà xảy ra cái sự cố đó. Nhưng mà trong tâm trong Tuấn ở Sài Gòn lúc cũng nói là Tuấn phải về, Tuấn sẽ lo ba mẹ Tuấn một câu. Thì cái cảm thấy điều hối tiếc nhất tới điểm bây giờ là Tuấn chưa có sự dũng cảm mà xin lỗi ba mẹ Tuấn một lần cho nó chính đáng. Thì ngày hôm nay Tuấn tham gia chương trình này, Tuấn cũng muốn nói một câu là con xin lỗi ba mẹ nhiều. Con xin lỗi ba mẹ nhiều vì con ba mẹ phải cực khổ trong suốt thời gian vừa qua. Con xin cảm ơn ba mẹ rất nhiều. Kêu với mọi người, tất cả là đông đủ 9 thành viên thì thấy là mọi người, mỗi người một màu, mỗi người có nhiều tâm sự khác nhau, giống như là cái đêm đó nói thật vậy đó, nói mà không đùa giỡn, không có gì hết. Thấy mọi người trải lòng nhiều rồi, mỗi người sẽ có một cái hoàn cảnh khác nhau nên là cảm thấy thông cảm và đồng cảm với các bạn, các anh, và hiểu hơn về một số người mình cần hiểu.